Xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ nhé. Hôm nay mình đang có mặt tại quảng trường công viên Đà Lạt các bạn ạ. Những phong cảnh ở đây rất là đẹp. Bây giờ mình đứng ở trên này sẽ quay toàn cảnh ở dưới này cho các bạn xem nhé. Cảnh đây đẹp quá các bạn ạ. Kia xa xa kia Hồ Xuân Hương các bạn nhé. Tí mình sẽ xuống dưới quay cho các bạn cùng xem nhé. Xin đi vào. Đây là đồ, bên này hình như là trên này hình như là quán ăn hay sao ấy. Đây quán ăn thôi. À, đây là quán chỗ quầy thẻ thôi. Thẻ mấy người chơi game. Đi dạo một vòng trong siêu thị các bạn ạ. Giờ đi ra trên kia hả? Đi lên đây hả? Ba gái đâu rồi? Xong. Cái này ở ngoài cũng nói giống gì đấy, cổ kì. Ừ. Thấy giống như quả ốc ạ. Dạ ngoài này à.
Hỏi bác thầy ở đâu rồi? Đấy, xem bác thấy thế nào để mua cơm ăn được. Cháu vợ chồng cháu về đây. Hôm qua mấy người lấy đồ ra ăn nướng ở đây này, rồi mấy người xem phim ở đây này, đúng. Cái này chắc là bê tông. Đấy. Đúng cái nhà tầng mình ấy. Quá đôi ấy. Cũng múc ra hết rồi xây lên. Lên cái kia. Ở dưới là siêu thị này. Mình giờ đang nhắm trên đất siêu thị. Bọn đang ở dưới này. Xuyên qua kia luôn đi. Xuyên qua cái kia. Lúc nãy mình lên cái kia ấy. À, lên cái này nhỉ. Lúc nãy mình lên ra cái này thôi. Xuyên hết rồi. Đấy, nó xuyên nó lên cái kia. Dưới lòng đất. Quán à, dưới là mình mua cái gì, lấy gì lấy này. Ở bên kia hình như mưa ở đây kìa. Hôm qua mấy người thả cá cái cảnh cái hồ dưới, ôi thấy nó dính lưới quá trời luôn. Còn cắt to không à? Đấy, thế đỡ kiểu nhiều phải không? Thôi thôi em không lấy đâu. Không lấy chị 50 lấy chai đây. Em có cái nhà còn mà không mang đi thôi. Tính em có rồi, bỏ trong này à. Em không có nữa nè. Em không có luôn hả? Cô gì ba chặt hết trời mưa quá. Ban đêm đây nó chiếu phim đây mà. Ôi đẹp lắm. Ban hát này ra đây ghép hay á. Ra đây ghép. Tính người hát ở dưới đây, mỗi người bô vào coi chỗ đông đông đông. Người ta không thấy bao giờ ấy. Thấy nó coi.
đêm hay là sáng trưng. Ở trên này họ bán đồ ăn ở trên đây sao? Đây có cái bóng này hả? Sáng trưng. Quảng trường công viên Đà Lạt các bạn ơi. Mẹ em gái xinh xinh chụp hình sướng các bạn ạ. Không có cá đâu, không có. À có cá gì không vậy? Có cá gì không các bạn ạ? Đi lanh quanh khắp Hồ Xuân Hương, bây giờ mình qua bên vườn hoa Đà Lạt các bạn ạ. Vào đấy chắc mắc ấy nhỉ? Vé chắc mắc ấy. Hả? Bao nhiêu? À 40.000. Để em 25.000. Ừ. Ngày lễ mới mát thôi nhờ. Ngày Tết nhỉ. Thôi ừ. Muộn lắm rồi. Ra đây chụp mấy con mới đẹp này, cái kìa, con rồng kìa, cái nhà kìa.